Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đồng thời được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV. Bản tin ngày hôm nay sẽ có một số tin chính sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung. Giá xăng dầu giảm hơn 3.000 đồng một lít. Tỷ lệ giới tính hy sinh ở Hưng Yên vẫn cao, 120 bé trai trên 100 bé gái. Xe ô tô giường nằm chở 42 khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra phía Bắc bất ngờ bốc cháy. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Trong các ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 7, đoàn cán bộ của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng tại một số di tích tâm linh tại các tỉnh miền Trung. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, trong đó tỉnh Hưng Yên có 332 liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín là nơi yên nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ, trong đó có 140 liệt sĩ người Hưng Yên. Trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, Mỹ đã bắn phá vào thành cổ và vùng phụ cận gần 330.000 tấn bom đạn. Hàng nghìn chiến sĩ đã kiên cường bám trụ chiến đấu, giữ từng tấc đất thành cổ. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 10 tháng 7, đoàn đã đến dâng hương hoa và viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và khu tưởng niệm tại nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Từ 0 giờ hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm hơn 3.000 đồng mỗi lít, đưa giá xăng xuống dưới mốc 30.000 đồng trên lít. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 về 27.780 đồng, giảm 3.110 đồng. Xăng RON 953 là 29.670 đồng, giảm 3.090 đồng trên lít. Dầu diesel là 26.590 đồng một lít, giảm 3.020 đồng. Dầu hỏa 26.340 đồng trên lít, giảm 2.010 đồng trên lít. Dầu mazut cũng hạ về 18.920 đồng 1 kg, giảm 800 đồng. Như vậy, giá xăng đã giảm về mức dưới 3.000 đồng một lít, bằng với ngưỡng giá ở thời điểm giữa tháng 3. Thời gian qua, giá các loại vật tư nông nghiệp, trong đó có giá phân bón tăng cao, thậm chí tăng gấp 2 lần so với thời điểm đầu năm 2021, đã khiến cho sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Trước đây, giá đạm khoảng 8.000 đồng một kg, thì nay lên 18.000 đồng một kg. Hiện giá NPK là 1 triệu đồng một bao, ure và kali có giá trên 950.000 đồng một bao, loại 50 kg, tăng từ 2 đến 2,5 lần so với thời điểm đầu năm 2021. Không chỉ phân bón, giá thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng. Việc tăng giá vật tư nông nghiệp làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của nông dân. Gia đình tôi là có 4 thảo nhãn, chi phí từ đầu năm đó trên 5 triệu. So với thời điểm chưa tăng giá thì nó phải gấp rưỡi. Cho nên là chúng tôi cũng muốn là đề nghị bình ổn cho được cái giá cả, cho người nông dân đỡ vất vả. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi nhắc lại lần 1, tức mũi 3 cho người lớn tuổi ở Hưng Yên đạt khoảng 55%. Mũi nhắc lại lần 2, tức mũi thứ 4 mới đạt khoảng 5%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn còn thấp. Để tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhất là trước sự xuất hiện của biến chủng BA.4 và BA.5, ngành y tế và các địa phương ở Hưng Yên đang tích cực triển khai đợt tiêm chủng đợt 33, 34 và 35. Trong tuần này, toàn tỉnh phấn đấu tiêm hết gần 180.000 liều vaccine mới được phân bổ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang bố trí các điểm tiêm cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và công nhân tại các khu công nghiệp. Hiệu quả bảo vệ tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại là hết sức quan trọng. Trước cái biến chủng mới BA.5 cũng như tình hình diễn biến dịch bệnh này thì cũng mong nhân dân trong tỉnh chúng ta không được chủ quan lơ là. Đấy, đặc biệt trong cái công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4. Hưng Yên hiện là một trong 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ giới tính hy sinh cao nhất cả nước với 119,8 bé trai trên 100 bé gái. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc dân số, gây ra tình trạng dư thừa nam giới trong xã hội. Tình trạng mất cân bằng giới tính hy sinh diễn ra cả ở 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, đặc biệt cao ở lần sinh thứ 3 trở lên.
Tình trạng này sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng trong tương lai, ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu giới tính và nhân khẩu học, phải đối mặt với vấn đề thừa nam giới. Từ đó dẫn đến các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội như gia tăng tình trạng mua bán phụ nữ, mại dâm trẻ em, gia tăng tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục, bạo hành gia đình, bất bình đẳng giới. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên họp chuẩn bị cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hộ dân tại đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Theo bản án số 17 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh, buộc anh Quyền, chị Thúy phải bàn giao toàn bộ khối di sản thừa kế của bà Phạm Thị Hòa cho bà Phạm Thị Lan quản lý sử dụng hơn 236m2 đất tại số 1 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam. Sau người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế và thời gian tổ chức 8 giờ sáng ngày mai 12 tháng 7 năm 2022. Theo đó, các cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên phối hợp cùng chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ cưỡng chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin, khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 7, tại môn thi tiếng Anh, giám thị bắt quả tang thí sinh PTP 18 tuổi, trú tại huyện Đầm Hà đang có biểu hiện vi phạm quy chế thi. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu giữ một điện thoại di động, một thiết bị phát Wi-Fi và một bộ dây được giấu trong người thí sinh TP. Lực lượng công an còn phát hiện trong tai phải của thí sinh có một dị vật kim loại nhỏ. Qua điều tra của công an huyện Đầm Hà, thí sinh P khai nhận dùng các thiết bị trên nhằm truyền đề thi ra ngoài và nhờ người khác làm bài giúp để đạt điểm cao. Nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực, từ đầu năm đến nay, các tổ chức ngành thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 106 cuộc thanh tra và đã kết thúc ban hành kết luận 67 cuộc. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý kinh tế với số tiền trên 14 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 8 tỷ đồng, giảm lỗ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các kiến nghị khác là gần 7 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý trên 121.000m2 xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi. Chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại Ủy ban dân xã Tống Chân, huyện Phù Cừ trong việc giao đấu thầu đất công ích lên công an tỉnh xem xét xử lý. Đưa vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai xảy ra tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào vào diện ban nội chính tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết. Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao xét kháng cáo kêu oan của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu trái quy định xảy ra ở Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Tại phiên sơ thẩm, cựu Chủ tịch Hà Nội bị tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trước phiên phúc thẩm, ngoài đơn viết tay dài 58 trang giải trình các vấn đề kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ông Chung còn nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen kỷ niệm trương, huân chương trong thời gian công tác trong ngành công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là vụ thứ ba ông Chung hầu tòa phúc thẩm trong hai vụ án trước đó liên quan đến chiếm đoạt tài liệu mật và mua sắm chế phẩm Redoxy 3C. Ông lĩnh tổng cộng 10 năm tù. Tối mùng 10 tháng 7, xe ô tô dừng nằm chở 42 khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra phía Bắc bất ngờ bốc cháy khi đi qua tỉnh Bình Thuận. Chiếc xe dừng nằm nói trên chở khách chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa. Khi đến đoạn đường kể trên, xe bất ngờ bốc cháy. Nhiều hành khách trên xe la ó, hoảng loạn tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Tài xế dừng xe để hành khách thoát ra ngoài ô tô. Chỉ đến khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường triển khai dập lửa thì đám cháy mới được khống chế nên không gây thương vong. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Giới chức Nga vừa thông báo tạm dừng cấp khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 trong 10 ngày để bảo trì thường niên, khiến chính phủ các nước châu Âu lo ngại. Theo lịch trình này, Nga sẽ tạm khóa van đường ống khí đốt lớn nhất từ nước này sang Đức kể từ ngày hôm nay 11 tháng 7. Dù việc gián đoạn dự kiến diễn ra trong hơn một tuần, nhưng chính phủ, các công ty ở châu Âu đang bày tỏ mối lo ngại về việc khoảng thời gian trên có thể kéo dài hơn do chiến sự ở Ukraine đã khiến căng thẳng Nga và phương Tây nóng lên từng ngày. Mỗi năm, dòng chảy phương Bắc 1 chuyển 55 tỷ mét khối khí đốt từ Nga đến Đức theo đường ống dưới biển Baltic. Nhân ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, Liên Hợp Quốc vừa đưa ra dự báo thế giới có thể sẽ chào đón công dân thứ 8 tỷ vào ngày 15 tháng 11 tới đây và Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất trên thế giới vào năm 2023. Cũng theo Liên Hợp Quốc, tốc độ gia tăng dân số trên thế giới đang ở mức chậm nhất kể từ năm 1950. Dân số thế giới có thể sẽ đạt mốc 8,5 tỷ người vào năm 2030 và lên tới khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080, trước khi ổn định ở mức này cho đến năm 2100. Cuối tuần qua, thủ đô Paris của Pháp đã mở cửa các bãi biển nhân tạo để chào đón du khách trong mùa du lịch hè 2022. Các bãi biển nhân tạo nằm bên bờ sông Seine ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp. Kể từ năm 2002, khu vực thường đón khách từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 hàng năm.
Năm nay, bên cạnh việc ngâm mình trong những hồ bơi, khu vực này còn có thêm rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí như liên hoan phim, học khiêu vũ, tập dưỡng sinh, bóng đá trẻ em, biểu diễn nghệ thuật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể gửi thông tin mới nhất cho chúng tôi qua địa chỉ fanpage tin tức Hưng Yên 24/7HITV hoặc email thoisuhi@gmail.com. Các bạn cũng có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go hoặc fanpage tin tức Hưng Yên 24/7HITV.